Hello Tyson, Andy, Leon. Hôm nay đi Cooterland Lake chơi phải không? Đi vòng vòng chơi phải không? Ở nhà mấy tháng đó chờ rồi không đi chơi đâu hết. Giờ mùa 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 xuân rồi, spring. Hôm nay chờ ngoài cũng 70 độ, rất là mát. Ok. Ngoài trời rất là mát. Thằng nhỏ nó cười. Rồi xoay mặt lại chứ. Em đi vô coi. Nhìn ba nè. Andy. Nhìn ba nè. Rồi, tắm đứng rồi. Tyson cũng nói lại coi, đi đây chi? Gió phải không? Gió lạnh lạnh thôi chứ không có gió thì không sao. Ê, cho con vô đây đi, con liền quá. Rồi xích beo nó đi. Khỏi xích luôn. Xích beo con. Áo ấm đây đây, cái nào quay 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 anh để xích beo coi. Rồi, xích beo coi. Đang quay đó. Anh ơi, coi cho nó ấy kia kia. Anh ơi, anh kéo quần con xuống để nó tức cái đít con á. Anh hai cầm cầm máy của ba chụp mà cô đang quay á. Vậy chưa? Được rồi. Ok không? Andy. Gió không? Gió nó không? Tự nhiên nó ôm nó cái má cúi xuống theo nó luôn. Thằng má gù má nhìn nó gù. Thấy không? Nó đứng thẳng thốn mà má chân chập. Cái má cúi má ráng cố gắng mà ấy nó dài nè. Thì em má chụp nó ấy này. Thành ra cái má tự nhiên nhìn nó gù xuống. Thấy không? Nó cứ đứng cũng thẳng thôi má chụp. Thì nhìn nó kéo. Thấy không? Chút nó chụp rồi. Andy. That's it. Hay rồi. Họ dừng mất cái lấy này ra chứ. Dạ. Rồi quay đi. Rồi, lấy đi đi, đi qua kia chứ. Được con tóc đầu tiên. Đầu tiên mà lấy đẹp. My hands is so tired already. Quay ba, quay em nữa con đi đằng trước quay con. Đi theo ba, đi theo ba chứ mọi. Con quay từ từ, con quay nhanh quá. Don't kick, don't kick. Why is your... You need to get a phone case for your phone. I know. Rồi đẩy đi, mấy đứa đẩy đi. Đi với bà ngoại.
Tại sao ấy em đang hoàng không? Hãy đi xuống đây quay. Cái lấy cái đẹp không? Wow, you wanna go swim, Andy? Thử thử rồi nước coi nó nước lạnh không con? Is it cold? How cold is the water? Whoa, so cold, man. Water so cold. Ooh. Oh my god, nước lạnh. Ôi giời, lạnh quá. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Very cold. Nước lạnh lắm á. Very cold. Ê, ê, ướt giày con, ướt giày con. Con đụng thử đi. Lạnh không? Ê, coi chừng ướt giày con á. Em đi dòi ướt giày rồi, mày nói nữa chưa? Đừng có vô mà. Con đứng ở đây nè, cái nước đứng ở đây nè, rồi rền rền. Rồi. Rồi nước đi. Đó. Thôi đi nè, đi. Andy. Đi, cái giày con ướt rồi đó. Dơ rồi đó. Đây là một bãi hồ nước của Golden Lake. Ở đây bốn bề là dãy núi hết, nhưng mà cái hồ này rất là nổi tiếng vì nó rất là đẹp. Mà bình thường á, tới mùa là nó có cái thuyền để người ta đi cruise, đi vòng vòng mấy cái đảo, mấy cái núi rồi, rất là đẹp. À, bây giờ chỉ tới mùa cho nên người ta chưa có mở. Đi hai đứa, let's go. Hey, be careful of the bike. Nó đi qua đây đi chút nữa, đi vô đây. Yeah, bỏ vào nha. Hôm bữa Andy nó tắm ở chỗ này nè mà mới bị nổi hột nè. Dạ, ở đây nè. Hôm bữa nó tắm đây mà bị nổi hột quá Dương. Yes, no, ở đây nè. Ở đó nó có mấy cái biết tại sao Andy bị không? Hôm bữa nó bị chày á. Nó bị chảy xước, chảy máu á, xong rồi nước vi khuẩn nó vô á. Ok. Dép xấu rồi lấy chị. Bây giờ giờ sao? Mà chụp xa hay chụp gần? Hai ba ai đốt gì mà nghe mùi đốt quá. Cười. Cười he. Má cứ dụi dụi cho tụi nó cho nó đùng rồi. Rồi. Nữa đi, bên này nữa. Bên này. Rồi, đứng á. Rồi, đây. Oh, can you see something? Really quick. Rồi, nhanh. Hai ba. Vô. Khoan. Mắt kiếm lên đi nè. Đây. Andy nhìn ba nè. Nhìn nè, nhìn ba nè. Ôi kia chứ ba luôn chụp lên. So much hả? Too many? Yeah. Too many picture hả? Ủa, chỗ này chỗ mới hay sao? Hồi xưa đâu thấy chỗ này đâu. Hình như chỗ này nó mới làm không? Để đây ngồi. Chỗ này như mới làm sao? Bữa giờ đâu thấy cái này. Ê, ba chụp con tấm này nè, đẹp nè. 1, 2, 3. Đẹp ạ. Đẹp ạ. Rồi hai anh em ngồi đó đi, It's a sword. Sit down. Anh chụp hai đứa đứng một tấm nha em đi. Rồi. Andy, tới xin.
Rồi. 1 2 3. Rồi để ba chụp ảnh đây đây nè. Để ba chụp cái hình điện thoại của mẹ con nè. Hey. Look. 1 2 3. Rồi nè. Nè nè nè. Look. Để mẹ nói là rác của mẹ con ơi, tội nghiệp mẹ con. Anh chụp mà đứng lại đây, đây lại bên ngầu bên vậy đây. À, con sẽ vô bên vậy cho nó chặt chặt mướt. Ê cho dừng té đó. Hey. Té. Hey. Có chừng té. Rồi đi xuống. Có ba đây nè. Té không sao đâu. I almost fell because of the sand. This is the last one in the step. Đừng té nha. Last one is very very tall. Last one very tall nha. Why? Yeah. Đây đây là cái hồ trung tâm của cái hồ Kudelen Lake. Daddy, fish. You see fish? Yeah. Really? That looks like a crocodile head. Yeah. Này đây là cái bờ biển bờ sông bờ lake bờ hồ. Mùa hè người ta ra đây tắm dữ lắm. Mùa hè người ta ra đây bơi lội tắm đường. Is this the ocean? It's not ocean, it's a lake, man. What the? It's a lake, okay? A lake. Đừng té nha, té là không ai cứu đâu nha. Bao biết bơi đâu nha. There's another step here. See? But you're gonna be wet. Hey. Is the water cold or not cold? Đi qua đây nè, đi qua đây nè. Qua đây. Oh, wow, boat kìa. Where's the boat? Oh. Right there. Careful. Water sucks. There's a feather. Feather? You touch it. Oh, no, feather! Hey, đừng đụng. Yeah. Let's go up here. Let's go up. Hey, you guys want to take picture? It's Rudolph. It's a mouse. Oh my God! Be careful, yeah. Be careful. Be careful. You're gonna fall out. Do you want to take a picture? Hey, you two stand there. Stand there. I take a picture for you. Hey, ba đứa đang đi chơi ở Kudelen Lake. Okay, let's go. Wait. Where's our mom? Your mom go pee. Okay, let's go. Let's keep going here. Let's go over there. Okay, đã đi qua kia. Tyson, đi để em ở kia. Cái dừng té nha, tay sờ Andy. Andy, I see a shark. Okay, let's go over here. There's a shark. Let's go. Andy.
Tại sao các con đẩy ba quay phim? What the heck? Don't put the back up. Đi vô đó chứ dạ có người ta đó mà con. Tại sao nó ấy cái đầu em kìa, con đẩy đàng hoàng vậy. Bây giờ nó con đẩy vậy bây giờ nó sợ. Hí son đi. Thôi. Hãy quay phim ba đi. Thái Sinh cởi giày ra chơi với em luôn đi. Rồi vô chơi đi. Cái chừng nó đạp con á. Andy á, Andy sao rớt hả? Hay sao vậy? Diễn ra rồi ăn chuối à? Nhưng ra ngoài bãi hồ ăn chuối. Cho ăn chuối. Wow, that's your footprint. Tại sao cởi giày dép ra chơi với em luôn con? Where? It's dead. Where is it though? I don't know. À, thằng kia đi đi trên dây giống như tiểu long nữ kìa. Ghê không? Té cái cho loài bản hồng đó. Ở đây chiều buồn buồn rồi ra ngoài bờ hồ rồi ngồi chơi cũng vui, cũng đỡ buồn. Hoặc là tản bộ, thả chó, hay là dắt chân nít đi chơi vòng vòng, dạo vòng vòng. Còn thôi nếu một mình thì ra đây ngắm cảnh, ngắm hồ đồ cũng vui. Bây giờ ở trên núi cũng còn tuyết nè, tuyết nhiều lắm nay chưa? Đó, tí cả. Andy nè, làm gì đây? Ham chơi mà nhát. Hmm.
That's cool, man. Hi. That's the hardest one. Try not to fall. Oh god. Try not to fall. Try not to fall. Try it, Andy. I know you can do it. I know you can do it. Andy, try it. You can do it. Go, go. Ah, hey, let me do it. Let me go. Yeah, let me do it. I can do it. Easy. 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 Very easy. Very easy. Yeah, see? What? That's the hardest. How are you doing it? Hey, 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 this not, this not, this is not the one. Cái này là cầu khỉ nè. Thì thử ở nhà cái té không nha. Cái này dễ quá mà. Wow, có nhà bự đẹp ạ. Nhanh lại nè. Wow, có nhà đẹp ạ. Được đó. Nhà chắc 2 triệu á. Hi Andy. Good job. Này đây là công viên chân nít chơi. Ai da. Này giống như là cái Wonderland của con nít chơi đấy. Wonderland. Go, 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 go. Yeah. Cầm nha. Oh my god. Rồi. You're so weak. Đi quay mấy cái nhà đây coi. Mấy nhà này đẹp á. Mấy nhà này chắc nó để cho thuê O&B quá. Cái gì B&O gì đó. Cho thuê người ta tới đi du lịch, người ta mướn mướn tới đây mướn chơi nè. Ở đây mà cho mướn O&B cũng ngon rồi nha.
tháng cũng mấy chục ngàn như chơi á. Khu du lịch luôn. Andy, Tyson. Hey, I heard these guys screaming. What's going on? Hey, Andy. What are you doing? Andy, what are you doing? He's dead. Very hot. Try do it, and Tyson, cross it, cross over. Wow, Andy, look at that. He can do it. Wow. Oh, what the heck? He's so short. I think it's time to go. Andy, it's time to go home.